Việt Linh xin kính chào quý vị thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu và chủ nhật của Đài Truyền hình Việt Nam. Đây là video chương trình bình luận 2 của hôm nay ngày thứ sáu, 3 tây tháng 11 năm 2023. Trong chương trình hôm nay, Việt Linh có hai bài bình luận xin gửi đến quý vị thính giả. Chúng ta bắt đầu với bài bình luận đầu tiên với nhan đề Donald Trump tập hợp đội ngũ phá hoại pháp lý sẵn sàng cho nhiệm kỳ 2, bài của Matt Ford. Kính thưa quý vị, đối với bất cứ ai, dù muốn dù không, dù bên hay chống, dù thương hay ghét, thì chúng ta khi nhìn vào tình hình thực tế thì không ai có thể phủ nhận rằng rất có khả năng cựu tổng thống 45 Donald J. Trump có thể sẽ chiếm lại được tòa Bạch Ốc vào năm 2024. Trong khi người Mỹ vẫn chưa bỏ một lá phiếu nào trong các cuộc bầu cử sơ bộ, thì vẫn không có đối thủ đảng Cộng Hòa nào tiến gần hơn đến việc có thể đánh bật được ông ta ra khỏi vị trí dẫn đầu. Những nỗ lực pháp lý để tuyên bố ông ta không đủ điều kiện theo tu chính án thứ 14 có thể sẽ không thành công khi đến tòa án tối cao. Và những con số thăm dò nghiệt ngã của Tổng thống Joe Biden có thể làm tổn hại đến cơ hội tái tranh cử của ông bởi nhiều yếu tố không mong muốn từ cả trong nước lẫn nước ngoài. Đó là những sự thật không vui, không khả quan chút nào, mà bất cứ ai dù có quan niệm tích cực đến mấy, tự tin đến mấy, vẫn không thể che giấu được sự lo lắng. Tôi không muốn gieo sự hoang mang, tiêu cực, buồn chán, mà chỉ muốn chúng ta nhìn trước, thấy trước những điều tiêu cực có thể xảy ra, để sẵn sàng đối phó, để biết trân trọng giá trị và sức mạnh của lá phiếu trong tay chúng ta, để ngăn ngừa chó nhảy bàn độc lần hai thành công. Với tôi, thưa quý vị, nhìn vào chính trường Mỹ từ bên ngoài thì quả thật là rất khó hiểu nội tình nước Mỹ với những hệ thống pháp lý chằng chịt, nhùng nhằng bất cập, liên quan chồng chéo đến nhau, khiến một người từng làm đảo chính mà gần 3 năm sau ông ta vẫn không bị gì, vẫn ngang nhiên ra tranh cử, kiếm tiền ngày càng nhiều và dễ dàng hơn, bất chấp nhiều phiên tòa dân sự hình sự, bất chấp các lệnh bịt miệng nửa vời không có tác dụng. Và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ dường như bất lực trước tên tội phạm đặc biệt này, có 102 này, bởi quan điểm mâu thuẫn của người đứng đầu bộ này, đó là ông Merrick Garland, là người thường xuyên tuyên bố một câu không ai được phép đứng trên luật pháp, rằng ông sẽ đưa bất cứ ai ở bất cứ cấp độ nào phải chịu trách nhiệm trước luật pháp. Nhưng mà đồng thời ông ta cũng quyết giữ bộ tư pháp của ông ta luôn ngay thẳng, không vướng đến những quyết định chính trị. Donald Trump đã hứa rằng nhiệm kỳ thứ hai của ông ta, nếu trở thành sự thật, thì nó sẽ khác rất nhiều với nhiệm kỳ đầu tiên. Và khi nói đến hai chữ khác biệt, thì ý của ông ta là rất rõ ràng. Đó là xấu hơn, mạnh hơn, cứng rắn và quyết liệt hơn, chứ không có nghĩa là tốt hơn, thưa quý vị. Việc Trump tái đắc cử sẽ thực sự gây hậu quả khủng khiếp cho đất nước, bởi việc điều hành sai lầm, dù chỉ với 4 năm là quá đủ để ông ta tiếp tục phá những gì mà chưa làm được trong nhiệm kỳ 1. Dù tu chính án thứ 22 sẽ cấm ông ta tranh cử một nhiệm kỳ thứ 3, nhưng mà 4 năm của một nhiệm kỳ 2 nếu nó xảy ra thì chắc là cũng đủ để ông ta phá bằng hết những thành tựu, uy tín của quốc gia, những hiệp ước qua các chính sách của các chính phủ tiền nhiệm. Trong một danh sách dài của những tên tham mưu mưu đầu mã diện, có vô số các đề xuất cần phải làm hoàn tất trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump. Trong đó có việc phá hủy nguyên tắc phòng thủ tập thể của NATO, thanh trừng nền công vụ và nắm trọn quyền để vũ khí hóa Bộ Tư pháp
nhằm chống lại các đối thủ chính trị của ông ta. Một ban tham mưu ma quỷ sẽ đưa ra vô số quyết định nhỏ mà một tổng thống không có thời gian thực hiện, và họ sẽ không ngừng nỗ lực để thúc đẩy chương trình nghị sự chính sách theo hướng mà tổng thống thích. Trong trường hợp của Trump, với việc lựa chọn người phó đứng chung liên danh, vấn đề không chỉ là ông ấy sẽ đưa ai đến Washington cùng với mình, mà là ai sẵn sàng hủy hoại sự nghiệp và danh tiếng của họ để phục vụ ông ta trên đường đi với lòng trung thành tuyệt đối. Kính thưa quý vị, một nhóm người mà Donald Trump rất cần cho công cuộc tàn sát nền dân chủ, đi theo trình tự để được nhìn nhận, là những bước đi hợp pháp. Đó là những luật sư mới hơn, trung thành hơn và chấp nhận hy sinh. Không như những người sửa chữa pháp lý lâu năm của Trump là Michael Cohen, đã trở thành nhân chứng của tiểu bang New York chống lại Trump, lật tẩy ông ta về các vi phạm tài chính trong chiến dịch tranh cử và nhiều âm mưu liên quan đến gian lận hiện đang gây nguy hiểm cho Trump Organization. Không phải là Rudy Giuliani, người gần gũi nhất tiếp theo với ông ta, đang phải đối mặt với việc bị tước quyền hành nghề và bị truy tố, và có thể sẽ có một thỏa thuận nhận tội trong tương lai. Có những cố vấn pháp lý khác, họ cũng đã hy sinh sự nghiệp của họ một cách tương tự vì Trump, như là bà Sidney Powell, cũng đã nhận tội vào tháng trước để đổi lấy việc hợp tác với biện lý quận Fulton, Fannie Willis, trong vụ án đang diễn ra của Trump ở đó. Và rồi Jenna Ellis và Kenneth Chisbro cũng vậy, và những người khác có thể sớm làm theo. Nhưng mà nếu có một điểm bất biến của chủ nghĩa Trump, thì đó là luôn có những luật sư cánh hữu mới mong muốn lấp đầy khoảng trống do những người đi trước bị Trump sa thải hay đào ngũ, bỏ của chạy lấy người, tìm an toàn cho bản thân. Tờ New York Times trong tuần này đã viết về sự rạn nứt giữa Trump và Hiệp hội Liên bang của Leona Leo, đã làm sáng tỏ những quan điểm pháp lý mà Trump có thể hướng tới trong nhiệm kỳ thứ hai. Nổi bật nhất trong số đó là Jeffrey Clark, người đã cố gắng xây dựng sự thăng tiến của chính mình với tư cách là quyền bộ trưởng tư pháp sau cuộc bầu cử năm 2020, khi mà các nhân viên khác của bộ tư pháp từ chối xác nhận những huyền thoại gian lận bầu cử của Trump. Jeffrey Clark cũng đang phải đối mặt với cáo buộc gian lận ở Georgia, nhưng ông ta chưa lật tẩy Donald Trump. Theo tờ New York Times, họ cũng đưa ra lưu ý rằng Jeffrey Clark đã viết một bài bình luận vào tháng 5 với tiêu đề đơn giản là Bộ Tư pháp Hoa Kỳ không độc lập. Vì lý do đạo đức và chính trị, hầu hết các bộ trưởng tư pháp kể từ cuộc khủng hoảng Watergate, họ đã cố gắng bảo vệ các quyết định truy tố của Bộ Tư pháp khỏi Tòa Bạch Ốc để tránh lạm dụng quyền lực hoặc là cáo buộc tham nhũng. Nhưng Jeffrey Clark lập luận rằng xen kẽ giữa những bất bình của cá nhân đảng phái và phân tích hiến pháp rằng tình trạng này phải chấm dứt. Jeffrey Clark lập luận một cách mạch lạc và khá rõ ràng rằng hoặc hiến pháp phải được sửa đổi hợp lý để làm cho bộ tư pháp trở nên độc lập hơn, hoặc nó tự sửa đổi bởi các bản ghi nhớ mang tính cách độc lập hơn. Tuy nhiên thưa quý vị, theo hệ thống hiến pháp như hiện tại thì sự độc lập của bộ tư pháp chắc chắn là không hề tồn tại. Tùy theo chính phủ của đảng nào, bộ tư pháp sẽ sử dụng lại hay là đưa ra những bản ghi nhớ mới nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho tổng thống cùng đảng của tổng thống và Tòa Bạch Ốc. Điều này không ai có thể phủ nhận. Từ sau vụ Watergate cho đến ngày nay, những ai đang tuyên bố rằng sự độc lập của bộ tư pháp là đang tồn tại là không đúng sự thật. Họ đang lừa dối người dân. Đây là những lời nói thật của Jeffrey Clark và những người khác trong quỹ đạo của Trump. Một mặt họ cố gắng lập luận rằng bộ tư pháp phải tuân theo ý muốn bất chợt của tổng thống như một vấn đề quy tắc
không thể tranh cãi. Đồng thời họ cũng cho rằng việc Bộ Tư pháp nhắm mục tiêu vào Trump và các đồng minh của ông ta để truy tố là tham nhũng là không thể chấp nhận được. Jeffrey Clark viết một cách thẳng thắn rằng không bộ trưởng tư pháp nào được phép sử dụng mình như một công cụ để đàn áp những kẻ thù chính trị của tổng thống, và không tổng thống nào được ra lệnh cho bộ trưởng tư pháp của mình làm như vậy. Dù trên thực tế thì chúng ta vẫn tin rằng tổng thống Biden, ông phủi tay trong chuyện này. Ông để mặc cho Bộ Tư pháp và các công tố viên khắp nơi thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ của họ. Nhưng mà sự thật là vẫn không thể nào rửa sạch được tiếng xấu, bất kể là Bộ Tư pháp của Merrick Garland có thực sự hoạt động độc lập đi chăng nữa. Nhưng mà ít nhất thì quan điểm đó không được chia sẻ bởi tất cả mọi người xung quanh Trump. New York Times cũng cho biết là Mike Davis, cựu trợ lý quốc hội và là cựu thư ký của thẩm phán Neil Gorsuch trong tòa án tối cao. Davis được liệt kê trong hồ sơ IRS với tư cách là người đứng đầu dự án Điều 3 nhằm mục đích ủng hộ các thẩm phán bảo thủ và phản đối những thẩm phán theo chủ nghĩa tự do. Ông ta cũng là người đứng đầu các nhóm khác tuyên bố tham gia vào cuộc chiến chống lại Big Tech và có mục đích kiểm duyệt. Gần đây nhất, ông ta được ghi nhận là người đã phát động một chiến dịch bôi nhọ thất bại chống lại thẩm phán Ketanji Brown Jackson trong các phiên điều trần xác nhận của tòa án tối cao của bà. Thưa quý vị, cái tên Mike Davis là một nhân vật được Trump đưa vào danh sách chờ để nắm Bộ Tư pháp trong tương lai. Một trong những tham vọng yêu thích của Mike Davis với tuyên bố rằng ông ta sẽ lạm dụng quyền lực của mình trong nhiệm kỳ 2 của chính quyền Trump trong tương lai, khi mà nói rằng khi tôi trở thành Bộ trưởng Tư pháp tiếp theo của Trump, tôi sẽ thêm những kẻ thù của tôi vào danh sách theo dõi khủng bố trong nước. Tư cách đảng phái và sự thù hận của tôi thậm chí sẽ khiến Biden và Garland phải đầu hàng trước khi tôi truy tố họ. Trong một bài đăng khác vào mùa hè, Mike Davis đã đăng ảnh chụp màn hình của gia đình Tổng thống Biden và nói rằng tôi sẽ tha thứ duy nhất chỉ một người, đó là cháu gái 5 tuổi của Joe Biden, con của Hunter Biden, không được thừa nhận. Còn tất cả những người còn lại, tôi sẽ truy tố và truy sát họ, không còn đường nào thoát. Họ sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của tôi. Thật là thơ ngây thưa quý vị, khi mà chúng ta xem thường Mike Davis là người không có ảnh hưởng ở Washington. Nhưng mà Mike Davis dường như đã thu hút được sự chú ý của ít nhất một người có ảnh hưởng, đó là Donald Trump, là người luôn đăng lại những tuyên bố ủng hộ Trump của Davis trên trang Truth Social của mình. Cuộc chiến của Trump với chính phủ liên bang nó sẽ vượt xa Bộ Tư pháp. Nếu mà ông ta chiếm lại được tòa Bạch Ốc, một trọng tâm bất bình khác của ông ta là bộ máy quan liêu liên bang, mà Trump và các đồng minh của ông ta đổ lỗi cho những thất bại chính sách khác nhau trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông ta. Vào tháng 10 năm 2020, Trump đã từng tìm cách sa thải hàng loạt công chức thông qua một cơ chế được gọi là lịch trình F, nhưng mà nó không bao giờ có hiệu lực, bởi vì sự chú ý của chính quyền đã phải chuyển sang các vấn đề khác trước cuộc bầu cử. Bây giờ Trump và đám tay sai có dự định sẽ hồi sinh nó. Donald Trump cũng giống như tất cả các tổng thống có quyền thay thế những người ở cấp cao hơn trong cơ quan hành pháp, các thành viên nội các, những người đứng đầu các cơ quan cố vấn hàng đầu của họ. Những nhân sự đó phải được Thượng viện chấp thuận giống như bất kỳ cuộc bổ nhiệm cấp cao nào khác. Nhưng mà Donald Trump thực sự ông ta đang muốn để mắt đến một mục đích sâu hơn. Đó là thanh lọc các công chức, những người được luật liên bang bảo vệ, không thể bị sa thải. Nhưng mà để đạt được mục tiêu đó thì những thành viên MAGA dưới trướng của Stephen Miller
được cho là đã xây dựng một loại chính phủ ngầm để lên kế hoạch chính xác ai sẽ tiếp quản cơ quan nào khi mà Trump giành được chiến thắng vào năm tới. Điều này nó vượt xa kế hoạch chuyển tiếp thông thường mà mỗi tổng thống đắc cử đều thực hiện từ tháng 11 cho đến tháng 1. Mục tiêu của đám MAGA là tạo ra một nền công vụ chỉ biết phục tùng hơn là về mặt tư tưởng và sẽ thực hiện bất cứ mệnh lệnh nào của Trump, ngay cả khi những mệnh lệnh đó không rõ ràng về mặt pháp lý. Trong số những người được đưa vào dự án có Rushford là cựu giám đốc văn phòng quản lý và ngân sách dưới thời Trump và đồng minh thân cận của Trump Stephen Miller, Michael Regas, những người đang làm việc tại Viện Chính sách nước Mỹ trên hết cũng là thành viên trong nhóm này. Và lời kết cho bài bình luận hôm nay, kính thưa quý vị, về cơ bản đây là nền tảng mà Donald Trump muốn tranh cử, nhưng mà điều này nó không có nghĩa là cá nhân cựu tổng thống không có quan điểm riêng về các vấn đề như là quyền sinh sản, phá thai, nhập cư, chính sách đối ngoại hoặc các vấn đề quan trọng khác. Nhưng mà những vấn đề này được ban tham mưu ma quỷ của Trump, họ nhấn mạnh rằng những lĩnh vực đó chỉ là hàng thứ yếu, không quan trọng. Bởi vì những mục tiêu quan trọng nhất của Trump, ngay khi có lại được quyền lực, là hủy bỏ tất cả các cáo trạng bằng mọi cách và tiến hành chiến dịch thanh trừng, trả thù những người mà ông ta cho rằng đã đối xử tệ với ông ta. Nước Mỹ sẽ đi về đâu? Với một tổng thống và một ban tham mưu ma quỷ chỉ tính chuyện đối phó với công lý và trả thù những người không cùng ý thức hệ. Duy nhất chỉ có những lá phiếu, thưa quý vị, mới có đủ sức mạnh để phá tan tham vọng trở lại của Donald Trump. Và chúng ta bắt đầu với bài bình luận thứ hai vào cuối chương trình hôm nay, kính thưa quý vị, với nhan đề tham vọng cải cách SNAP của Mike Johnson là cắt giảm nhiều hơn nữa. Bài của Evergreen Action Group, Meredith Lee Hill và Andrew Ferguson. Kính thưa quý vị, Mike Johnson thực sự là con người biết tính toán và nguy hiểm hơn cả chủ tịch trước đây, Kevin McCarthy. Johnson là người đề xuất các nỗ lực cứng rắn hơn của đảng Cộng Hòa nhằm cải tổ chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung, là chương trình chống đói lớn nhất đất nước, phục vụ 41 triệu người Mỹ có thu nhập thấp. Với tư cách là thành viên cấp cao của Ủy ban Nghiên cứu đảng Cộng Hòa, có khuynh hướng bảo thủ, Mike Johnson ủng hộ các đề xuất hạn chế việc mở rộng viện trợ lương thực dưới thời Tổng thống Biden và ngăn chặn các tiểu bang miễn một số yêu cầu công việc đối với SNAP, trước đây gọi là phiếu thực phẩm. Năm 2018, Mike Johnson đã từng gọi SNAP là chương trình phúc lợi thất bại và cồng kềnh nhất của quốc gia. Và bây giờ với vai trò mới của Mike Johnson với tư cách là chủ tịch Hạ viện, làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột chính trị lớn vào năm tới về một trong những chương trình phúc lợi lớn nhất quốc gia và gói viện trợ của chính phủ dành cho nông dân và các vùng nông thôn của nước Mỹ. Hậu quả có thể sẽ còn gây ảnh hưởng đến vô số cuộc đua vào quốc hội, chưa kể nỗ lực của Tổng thống Joe Biden nhằm giành lại cử tri vùng nông thôn trong cuộc đua tổng thống năm 2024. Giờ đây, đảng Cộng Hòa, những người theo đường lối cứng rắn của Freedom Caucus và những đảng viên Cộng Hòa khác đang thúc ép để đưa ra các biện pháp tương tự vào dự luật tiếp theo. Một hành động như vậy, nó sẽ là một đòn giáng mạnh vào các đảng viên đảng Cộng Hòa tại Hạ viện, những người đại diện cho phần lớn các khu nông thôn và nông trại, mà phần lớn là những thành viên đảng Cộng Hòa ôn hòa. Tuy nhiên, thưa quý vị, thời gian sắp hết và các đảng viên Dân Chủ sẽ khó lòng mà xoay trở để ngăn chặn được Mike Johnson đối với gói tài trợ khổng lồ này dành cho các chương trình dành cho ngành nông nghiệp, viện trợ lương thực và nông thôn của nước Mỹ.
dân biểu Dusty Johnson, là tác giả của một trong những dự luật đảng Cộng Hòa hàng đầu nhằm ban hành các yêu cầu công việc SNAP chặt chẽ hơn. Nhưng mà đảng Cộng Hòa South Dakota, họ đang kêu gọi các nhà lập pháp thông qua việc gia hạn dự luật trang trại trong những tuần tới, cùng với việc tái cấp phép dự luật trang trại mới càng sớm càng tốt. Dusty Johnson nói rằng không được làm điều đó, bởi vì nó sẽ gây tổn hại cho đất nước, cho ngành nông nghiệp và gây ảnh hưởng xấu đến quốc hội. Hàng chục nhà lập pháp Cộng Hòa ở các tiểu bang nông nghiệp đã thúc ép Chủ tịch Hạ viện mới bổ sung phần mở rộng của dự luật trang trại năm 2018 vào bất kỳ biện pháp tài trợ bù đắp thiếu hụt nào của chính phủ trước một đợt đóng cửa liên bang sắp xảy ra vào ngày 17 tháng 11 sắp tới. Mike Johnson, ông ta không phản đối trước yêu cầu đó, nhưng mà ông ta muốn đưa phiên bản hạ viện của gói này ra sàn vào tháng tới, một mốc thời gian đầy tham vọng trong bối cảnh cuộc chiến tài trợ của chính phủ sắp đến. Tuy nhiên thưa quý vị, theo nhiều nhà lập pháp đảng Cộng Hòa, thì nếu quốc hội theo đuổi một khoản tài trợ ngắn hơn, thì điều đó có thể sẽ đẩy bất kỳ cuộc xem xét nào của Hạ viện về dự luật trang trại mới sẽ sang đến năm 2024. Điều đó sẽ đặt đạo luật phải được thông qua ngay trong chu kỳ bầu cử tổng thống. Nhiều đảng viên đảng Dân Chủ lo ngại rằng việc Mike Johnson trở thành chủ tịch Hạ viện sẽ khuyến khích những người theo đường lối cứng rắn của đảng Cộng Hòa, những người mong muốn nhắm mục tiêu cắt giảm chi tiêu dinh dưỡng vào dự luật trang trại. Sự lo ngại của các đảng viên đảng Dân Chủ ngày nay có chính đáng hay không? Thưa quý vị, thưa không. Họ đã hoàn toàn không ngờ được nhân vật phản diện Mike Johnson, một người nham hiểm biết tính toán, lại trở thành chủ tịch Hạ viện sau những hỗn loạn. Chính những đảng viên Dân Chủ đã tự đánh mất lợi thế thương thảo khi mà hạ bệ McCarthy. Hiện tại, các đồng minh bảo thủ của Mike Johnson đang dựa vào ông ta để duy trì sự ủng hộ trước đây đối với việc cắt giảm chi tiêu đáng kể và các hạn chế mới đối với SNAP trong dự luật trang trại tiếp theo. Giá của dự luật trang trại dự kiến lần đầu tiên sẽ lên tới 1.000 tỷ đô la và đã vấp phải sự phản đối của hàng chục nhà lập pháp đảng Cộng Hòa ôn hòa. Dân biểu Kevin Hahn, người đứng đầu Ủy ban Nghiên cứu của đảng Cộng Hòa cho biết rằng: "Tôi không thể tưởng tượng Mike Johnson mà chúng tôi biết sẽ có thể bỏ qua cơ hội giành được nhiều chiến thắng bảo thủ nhất có thể được trong dự luật trang trại này." Và điều đó có nghĩa là những cải cách SNAP mà chúng tôi đưa ra là rất nghiêm túc và chúng tôi sẽ thực hiện được. Các đảng viên đảng Dân Chủ phản đối kịch liệt những lập luận đó của đảng Cộng Hòa về SNAP và các yêu cầu công việc, nhưng mà phản đối yếu ớt hay kịch liệt của đảng Dân Chủ giờ đây không thể thay đổi được gì. Mặc dù dân biểu Mike Johnson là người mới tham gia các cuộc đấu tranh lãnh đạo lớn, nhưng mà ông ta đã có được kinh nghiệm ngắn gọn trong việc điều hướng chủ đề nhạy cảm về mặt chính trị là hỗ trợ dinh dưỡng trong các cấp bậc đảng Cộng Hòa khác nhau vào đầu năm nay. Kính thưa quý khán thính giả, các đảng viên Cộng Hòa cấp cao đã cử Mike Johnson, phó chủ tịch hội nghị đảng Cộng Hòa tại Hạ viện vào thời điểm đó, và các đồng nghiệp khác để giải quyết căng thẳng bùng lên giữa những người theo đường lối cứng rắn trong cuộc đàm phán thỏa thuận nợ cuối cùng với Tòa Bạch Ốc, sau khi Văn phòng Ngân sách Quốc hội dự đoán thỏa thuận cuối cùng sẽ thực hiện sự diễn ra. Mike Johnson đã giới thiệu các yêu cầu công việc SNAP mới của dự luật với các phóng viên và nói rằng: "Chúng tôi sẽ biến những chương trình này trở thành những quy tắc sống chứ không phải một phong cách sống, không phải một sự giúp đỡ miễn phí." Nhưng mà việc thúc đẩy cắt giảm chi tiêu mạnh mẽ và các hạn chế mới đối với viện trợ lương thực, nó sẽ gây áp lực trên một số nhà lập pháp đảng Cộng Hòa dễ bị tổn thương nhất ở Hạ viện.
bao gồm một số đảng viên đảng Cộng Hòa ở New York, đại diện cho các quận mà ông Biden đã giành được vào năm 2020 và phải đối mặt với những cuộc chiến tái tranh cử khó khăn vào năm tới. Sau cuộc chiến giới hạn nợ gây gắt hồi đầu năm nay, thì nhiều thành viên có nguy cơ không muốn lặp lại những lập luận tương tự về việc cắt giảm viện trợ lương thực cho người có thu nhập thấp, một đề xuất độc hại về mặt chính trị ở nhiều quận của họ. Một số tập đoàn nông nghiệp lớn của Hoa Kỳ và một số nhà lập pháp đảng Cộng Hòa cũng đã cảnh báo rằng những hành động quyết liệt nhằm cắt giảm hỗ trợ dinh dưỡng sẽ hoàn toàn gây nguy hiểm cho việc thông qua dự luật trang trại tiếp theo. Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp Hạ viện J.T. Thompson là người đang dẫn đầu nỗ lực soạn thảo phiên bản dự luật của Hạ viện, đã nói rõ rằng ông không muốn theo đuổi các yêu cầu công việc mới hoặc cắt giảm chi tiêu đáng kể trên SNAP, vì điều đó có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng với sự phản đối của đảng Dân Chủ. Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện, về cơ bản thì họ cần có phiếu bầu của đảng Dân Chủ để thông qua dự luật trang trại tiếp theo. Do đảng Cộng Hòa chiếm đa số sát nút và sự phản đối trong đảng Cộng Hòa tại Hạ viện về chi tiêu cơ bản. Và lời kết cho bài bình luận hôm nay, kính thưa quý vị, chắc chắn là tôi đã không nói ngoài. Khi mà đảng Dân Chủ đã đi một nước cờ sai, hợp tác với 8 tên cướp nổi loạn để lật đổ Kevin McCarthy. Bởi vì đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Tay chủ tịch Hạ viện mới chính là người đề xuất những nỗ lực cứng rắn hơn của đảng Cộng Hòa nhằm cải tổ, hay là nói chính xác hơn là cắt giảm tối đa chương trình hỗ trợ dinh dưỡng và chống nạn đói lớn nhất đất nước này. Mike Johnson còn thâm hiểm đánh vào điểm yếu của Tổng thống Biden khi mà hắn ta cố tình dựa vào SNAP cắt giảm phúc lợi của chính phủ dành cho nông dân ở các vùng nông thôn để tạo sự chống đối và khiến đảng Dân Chủ cũng như Tổng thống Biden bị mất phiếu ở những cuộc bầu cử quốc hội và tổng tuyển cử bởi những thành phần bất mãn này. Mike Johnson còn khá trẻ, chỉ mới 51 tuổi, nhưng mà kinh nghiệm và gian hiểm còn nhiều hơn cả John Boehner, Paul Ryan, Kevin McCarthy. Cú đánh SNAP này của Mike Johnson được xem như một mũi tên bắn được hai con nhạn. Vừa cắt giảm được SNAP, vừa đe dọa lấy phiếu của đảng Dân Chủ và của ông Biden. Có lẽ sự hối hận trong muộn màng của các đảng viên Dân Chủ cũng không thể giúp ích được gì cho họ. Đã quá trễ để làm được một điều đúng đắn hơn. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý khán thính giả và xin kính chúc tất cả quý vị một cuối tuần hạnh phúc bình an. Xin hẹn gặp lại quý vị trong ngày Chủ nhật. Xin kính chào.